Chào mấy anh em ha. Thì xin giới thiệu với mấy anh em đây là một cái lưỡi câu mẫu Thái, anh em mẫu Thái. Thì cái mẫu bên tay mình đang cầm là mấy cái mẫu thép lò xo anh em. Đây. Thì mẫu này hiện tại mình đang cầm bên tay là mẫu 2.8. Độ dài là 6.5 anh em. Thì 2.8 độ dài 6.5. Lưỡi Thái này thì mình chuyên làm để cho câu cá lóc lớn nha anh em, cá lóc rừng, cá lóc bông rồi đó. Cá lóc bông, cá lóc rừng nha anh em, đó. Cá chẽm thì cũng được, ok luôn nha anh em. Cái này câu cá lớn nha. Chơi nói chung rất là ok luôn đó anh em. Đó, mẫu này thì test rất là ok, giữ cá rất là tốt, rất là nhạy ha, chuyên mới đào nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Một cái lưỡi này thì mình đang bán giá là 250 nha anh em, 250 chưa bao gồm tiền ship nha anh em, tiền ship 26.000 nha đó. Anh em có nhu cầu thì anh em cứ alo đó. Cái lưỡi này mình lên cái khách sẵn mình quay cho anh em luôn nha. Rồi mình sẽ để cái nội dung clip là tiêu đề. Thì có nhiều anh em nói cái lưỡi này có nhiều anh em nói giá cao, nhưng mà thật sự tại vì anh em biết thép lò xo này một cái lò xo là không được bao nhiêu cái lưỡi anh em. Với thứ hai nữa là công làm cái lưỡi lớn này rất là cực ha, lưỡi móc đít này cũng rất là cực anh em đó, tiền nào của đó thôi anh em à. Đó, anh em ủng hộ thì cảm ơn nha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ alo hoặc là nhắn tin qua Zalo số đó nha. Đó, lưỡi rất là đẹp. Ha, bạn chơi cho anh em luôn nha, bao đầm cá 4-5kg là bình thường nha anh em, cá 4-5kg bình thường. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em có nhu cầu thì anh em cứ alo trực tiếp nha, hoặc là nhắn tin qua Zalo, mình sẽ để số điện thoại để cho anh em liên hệ. Rồi cảm ơn anh em